Mới đây, cư dân mạng bỗng dưng đào lại clip từ thời ngày xưa của Hoài Lâm khi anh tham gia trong bộ phim Những con búp bê. Thôi, bây giờ không có học hành gì nữa hết á, học đủ rồi. Bây giờ đi uống nước với anh nha. Chạy qua đây đi, coi phim với anh, phim mới hay lắm. Hay lắm, nha, nha. Nhưng mà... Thấy chưa? Đánh xuống nha. Trong phim, nam ca sĩ vào vai Bình, chàng trai trẻ chuẩn bị thi đại học. Bình có tình cảm với Thảo Như, Tam Triều Dân đóng, cũng là một cô gái trẻ tuổi teen. Cả hai có những rung động tình cảm thuần khiết đầu đời. Dù chỉ là vai diễn truyền hình đầu tay, thế nhưng Hoài Lâm đã được đánh giá cao, diễn xuất của nam ca sĩ được nhận xét là tự nhiên, không có sự gò bó. Mọi thứ được nam ca sĩ diễn một cách ngây thơ, trong trẻo. Ngoài ra, ngoại hình điển trai, nụ cười rạng rỡ của Hoài Lâm vào thời điểm đó cũng khiến nhiều người điêu đứng. Nhiều ý kiến cho rằng vào thời điểm đó, nếu Hoài Lâm đi theo nghiệp diễn thì chắc hẳn anh sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Trải qua biến cố, Hoài Lâm đang nỗ lực trở lại hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ góp mặt trong nhiều show diễn và nhận được sự quan tâm của khán giả. Có thể nói sức hút của Hoài Lâm không hề giảm sút. Hoài Lâm được biết đến với vai trò ca sĩ là chủ nhân của nhiều ca khúc hit như Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi, Như Những Phút Ban Đầu. Hoài Lâm gây ấn tượng với khán giả bằng giọng ca trầm lắng, trữ tình và dạt dào cảm xúc. Tuy vậy, Hoài Lâm cũng đã từng thử sức với bộ môn nghệ thuật thứ bảy và thành công nhiều, với nhiều vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc.